chuyện ở ký túc xá chắc ít nhiều cũng chẳng còn lạ lẫm với các cô cậu học sinh sinh viên nữa. Giới tiêu pha rẻ lại rất bình an được bảo vệ ngặt nghèo 24/7, với những ai không băn khoăn về thời gian đi lại thì đây là một thiên đường. Tuy nhiên có một điều phiền phức với các gamer thủ thi ở ký túc xá đó chính là không được phép nấu nướng ăn trong phòng, không được sử dụng bất cứ một nồi niêu xung chảo nào để nấu nướng nướng. Cũng chính từ đây, nhiều cô cậu học trò đã tìm cách lách luật, mới đây nhất là một pha nướng tôm bằng quạt sưởi của nam sinh đang được dân mạng lan truyền nhanh chóng. Cả ký túc xá bốc mùi toàn hải sản, bác bảo vệ truy tìm mới biết một nam sinh đang nướng tôm bằng quạt. Cụ thể, theo những gì dân mạng đang truyền tai nhau trên nhiều diễn đàn mạng thôn hội, đây được xem là một phép tắc nướng tôm mới, nướng tôm bản sinh viên, dành dụng lại gọn nhẹ. Được biết, chủ nhân của những hình ảnh độc lạ này là một nam sinh đang ở ký túc xá. Chuyện ở ký túc cấm cửa phi vụ nấu nướng ăn thì ai cũng biết rồi, nhưng vào một đêm đông lạnh lẽo quá lười để rời khỏi ngoài mua đồ ăn nên cậu gamer thủ đã liều mình dùng chiếc quạt sưởi để nướng một bữa tôm hoành tráng. Những con tôm đã được nhét vào những nang quạt, bật máy ở nhiệt độ cao nhất, thực sự những con tôm đã chuyển màu, còn lại, lớp vỏ cũng khô đi, không khác gì cắt máy nướng. Tuy nhiên nướng ngừng mẻ tôm này, cậu gamer thủ chưa kịp ăn thì đã bị bác bảo vệ ký túc phát hiện, tịch thu hết số tôm đang chuẩn bị, đồng thời nam sinh cũng phải viết một bản kiểm điểm vì đã vi phạm nội quy. Chuyện lách luật nấu nướng ăn ở ký túc thực ra cũng chẳng quá gì lạ lẫm nữa, trước đó nhiều người đã phải bật ngửa với những công thức nấu nướng ăn, những món ăn được nấu nướng chỉ với một chiếc nồi cơm điện. Không riêng chỉ để nấu nướng cơm, dưới bàn tay của những cô cậu sinh viên họ có thể biến chúng thành nồi lẩu, chảo chiên trứng. Nồi cơm điện có thể chế biến từ món nấu nướng, kho, xào, thậm chí là chiên,